Theo một số nghiên cứu, khoảng 45% tỷ phú đều nằm trong top 1% những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Đáng chú ý, tỷ phú công nghệ và tỷ phú đầu tư dường như là những nhân vật tinh hoa hơn cả. Vậy chỉ số IQ của những người giàu nhất thế giới là bao nhiêu? Tỷ phú Bill Gates hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 130 tỷ đô la Mỹ. Ông được biết đến là người rất thông minh khi đã tự viết phần mềm vào năm 13 tuổi và đạt được kết quả gần như tuyệt đối trong kỳ thi SAT trước khi vào học tại Đại học Harvard. Bill Gates được cho là có chỉ số IQ lên đến 160, tương đương với nhà bác học Stephen Hawking. Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và hãng hàng không vũ trụ SpaceX, hiện sở hữu khối tài sản khoảng 213 tỷ đô la Mỹ. Ông được xem như Iron Man ngoài đời thực với sự giàu có và đam mê công nghệ. Chỉ số IQ của ông được ước tính là 155. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg được cho là một thần đồng khi viết chương trình nhắn tin cho máy tính từ lúc mới 12 tuổi. Tính đến nay, ông đang sở hữu khối tài sản khoảng 129 tỷ đô la Mỹ. Theo một số nguồn tin, chỉ số IQ của Mark Zuckerberg được ước tính là 152. Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đã tốt nghiệp hạng xuất sắc tại Đại học Princeton. Tài sản ròng cá nhân của ông đến nay đã đạt 211 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số IQ của Jeff Bezos được cho là 150, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xác nhận công khai. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vốn có khiếu kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Hiện tài sản của ông ước tính khoảng 109 tỷ đô la Mỹ. Nhiều người cho rằng chỉ số IQ của ông có thể được xếp vào nhóm thiên tài, ít nhất là 140.